Hữu Đăng, Bảo Bảo xin chào mừng quý bà con cô bác đã đến với chương trình Khát Vọng Mùa Vàng, một chương trình nói về nông nghiệp, những người nông dân có quyền khát khao, có quyền ước ao về một vụ mùa bội thu. Và cũng là nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ những người nông dân, những người doanh nhân thành công trong mô hình nông nghiệp của họ. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình 19:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Anh Đặng. Hả? Anh Đặng muốn cao không? Trời ơi, muốn chứ em. Anh mà cao lên cái em đẩy anh đi ca. Ý, nhưng mà bây giờ mình phải làm sao để mình được cao mà mình được đi ca? Anh muốn ca cao đi. Thấy tào lao rồi đó. Em giỡn với anh tiếu cho vui thôi. Nhưng mà sẵn em giới thiệu luôn, cái ca cao của mình nó rất là nhiều cái công dụng tốt lắm. Ừ, thì anh biết rồi, anh hay uống ca cao đó, đúng không? Bột ca cao anh pha ra uống là bình thường. Ừ. Còn bây giờ có nhiều sản phẩm làm từ cây ca cao luôn. Ví dụ ấy, son ca cao. Cái người làm ra là nữ nông dân. Trời đất ơi, anh nói thiệt với em nha, anh làm trong chương trình này nè, đó giống dường như gặp người nam nông dân đi là anh đã ngưỡng mộ rồi, mà nữ nông dân là anh ngưỡng mộ gấp hai. Ôi, bây giờ muốn gặp chị đi, nghe chị chia sẻ về những câu chuyện nông nghiệp của mình lắm đúng không? Khoan đi, sao giờ nghe chị ca chứ. Trời đất ơi, chị còn biết ca nữa hả? Dạ, kính thưa quý vị, và bây giờ hãy cùng nhau lắng nghe bài hát Sa Đéc Thành Phố Tôi Yêu, cùng phần thể hiện của chị Tuyết Nhung, song ca cùng nữ ca sĩ Hà Vân. Dạ, em xin cảm ơn phần thể hiện vừa rồi của hai chị ạ. Vâng, Hà Vân xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khát Vọng Mùa Vàng. Dạ, em xin chào quý bà con của chương trình Khát Vọng Mùa Vàng ạ. Và chị Vân ơi, em rất là cảm ơn chị đã hát cái bài này về quê hương Sa Đéc của em. Và đây là một cái món quà nhỏ em xin phép được tặng chị nha. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Tuyết Nhung ơi, chị biết không, hồi nãy đó, lúc em nghe giới thiệu donate về chị thôi là em đã ngưỡng mộ chị rồi. Mà sau khi mà nghe chị hát xong, cái lòng ngưỡng mộ em nó dâng cao. Chưa hết đâu. Khi mà anh mà nghe chị Tuyết Nhung chia sẻ về những câu chuyện của nông nghiệp kìa, anh còn mà yêu quý chị Tuyết Nhung hơn nữa. Vậy thì anh tin chắc là ngoài cái bài hát đó là món quà gửi gắm tới quý bà con, thì chị Tuyết Nhung còn mang đến những câu chuyện về cuộc sống cũng như những câu chuyện về nông nghiệp vô cùng hấp dẫn và thú vị. Đúng rồi, chần chờ gì nữa mà không đi gặp gỡ người kết nối, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh và chị Tuyết Nhung tại sân khấu Khát Vọng Mùa Vàng. Sau khi tốt nghiệp khóa hướng dẫn viên du lịch của trường cao đẳng du lịch Sài Gòn và lập gia đình, chị Đoàn Thị Tuyết Nhung quyết định quay trở về quê hương để lập nghiệp. Trong giai đoạn này, nhận thấy lợi ích của cây ca cao và nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng đang tăng cao, hai vợ chồng chị Nhung quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ca cao Mekong tại tỉnh Trà Vinh, chuyên chế biến và sản xuất các sản phẩm từ cây ca cao. Sau những cố gắng và nỗ lực không ngừng, hiện tại các sản phẩm của ca cao Mekong đã tạo được chỗ đứng và lòng tin đối với khách hàng ở khắp các tỉnh thành. Không dừng lại ở đó, chị Nhung còn nghĩ ra ý tưởng làm son từ nguyên liệu bơ ca cao và sản phẩm cũng đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Xin chào quý bà con, đây là chương trình Khát Vọng Mùa Vàng, nơi mà chúng ta sẽ gặp gỡ những nhân vật có nhiều khát khao cho nền nông nghiệp nước nhà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp người con đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp, chị Tuyết Nhung ạ. Xin chào chị. Dạ, em xin chào anh. Xin chào quý khán giả của Khát Vọng Mùa Vàng ạ. Chị Nhung, cái thời trẻ khi mà chúng ta có rất là nhiều mơ ước, thì thời đó chị mơ ước mình lớn lên sẽ làm gì ạ? Dạ, hồi nhỏ thì em mơ ước là em làm hướng dẫn viên du lịch. Và sau đó thì em làm việc ở Hồ Chí Minh vài năm. Sau khi lập gia đình thì em về Sa Đéc, Đồng Tháp ở. Vậy là cái con đường mà đến với nông nghiệp có vẻ là một con đường đi vòng. Dạ, khi mà đời sống của người dân mình ngày càng phát triển và cái nhu cầu sử dụng những cái thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe ngày càng được nâng cao, thì gia đình mới bắt đầu khởi nghiệp làm ra bột ca cao. Và cái con đường khởi nghiệp thì lại bắt đầu từ 2018 ạ. À, bây giờ mình sẽ đi sâu hơn là ca cao. Ở đây thì chúng ta thấy là có bột ca cao. Dạ. Rồi Vinh rất là bất ngờ khi mà có son môi từ ca cao nữa. Điều này nó gợi cho Vinh rất là nhiều tò mò.
Dạ thưa anh, thì cây cacao mình làm ra được rất là nhiều thành phẩm. Mình có thể làm được bột cacao nè, rồi từ cacao mát là nguyên liệu để làm nên sô-cô-la đen, rồi ra bơ cacao thì nó là nguyên liệu để làm nên sô-cô-la trắng và làm mỹ phẩm, dược phẩm. Khi mà có nhiều khách hàng người ta mua bơ cacao để người ta nghiên cứu trong dược phẩm đó, mỹ phẩm, thì bắt đầu là em mới thấy khách hàng mua nhiều và bắt đầu tụi em nghiên cứu cái bơ cacao vào cái thành phần son môi. Nói về son môi thì thứ nhất là phải tạo ra vẻ đẹp, thứ hai là nó tạo ra được cái sự an toàn về sức khỏe. Thì hai điều này chị đều làm được trong sản phẩm. Dạ. Nhưng mà từ cái suy nghĩ đến lúc mà hành động, đến lúc mà để có ra được cái sản phẩm, Vinh nghĩ nó cũng là một cái quá trình không đơn giản. Dạ, rất là lâu luôn. Từ tháng 4 2020 thì em bắt đầu mạnh dạn làm những cái thỏi son đầu tiên. Anh biết không, làm không có được. Thì làm rất là lâu, sau 7-8 tháng mà cứ làm xong rồi bỏ xong rồi làm lại. Thì với cái khát vọng, với cái mong muốn mình làm được những cái thỏi son chính mình xài được, mình hài lòng nhất, an toàn nhất cho bản thân mình mỗi ngày, thì cái điều đó nó thôi thúc em sau những cái lần bỏ đi rất là nhiều thì em cũng được thành công. Rõ ràng là chúng ta phải có nhiều khát vọng thì mới có thể là cho chúng ta vượt qua rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà cái khó nhất của chị hiện nay là gì? Đối với cacao đó, em thấy là người ta ít có biết là ở đồng bằng sông Cửu Long mình cũng có cacao. Và cái vùng nguyên liệu của mình hiện tại cũng trồng rải rác, chưa có được tập trung nhiều á. Khi mà em gửi hàng cho khách hàng test thử ở nước ngoài á, thì họ đặt vấn đề mua những cái container lớn á, thì mình chưa có đủ nguồn để mình sản xuất. Thì công ty em cũng được sự giúp đỡ của tỉnh Trà Vinh đó, thì cũng trồng thử nghiệm nhiều hecta, và bản thân doanh nghiệp cũng vừa mua thêm đất riêng để trồng thêm cacao riêng cho gia đình của mình, rồi cũng khuyến khích người nông dân trồng cacao. Và bên công ty em thì bao tiêu cho các hộ nông dân. Vinh nghĩ với chị Nhung á, thì cái khát vọng của chị nó còn lớn hơn nữa. Chị không muốn dừng lại ở đây và chị cũng đang tìm tòi khám phá và cuối cùng đưa cho cái sản phẩm này có nhiều cái phân khúc hơn, đúng không chị? Dạ, thì sắp tới thì công ty cũng sẽ làm những cái sản phẩm nó có giá trị cao hơn, đó là sô-cô-la dành cho người Việt của mình. Đặc biệt là tụi em vừa làm thành công cái sô-cô-la muối, người ta có cà phê muối thì công ty lại có sô-cô-la muối. Thì ngày hôm nay á, ngoài làm ra sản phẩm rồi thì có thêm một cái kỹ năng nữa, có nghĩa là mình phải đi bán hàng. Dạ. Đi chào hàng, đi giới thiệu sản phẩm. Thì rõ ràng là nó lại là một cái lợi điểm của chị Thiên Nhung. Dạ. Bởi vì chúng ta có sản phẩm tốt rồi, chúng ta có thể làm nhiều năng suất rồi, nhưng mà cái việc bán hàng á, nó sẽ quyết định được là chúng ta có tái đầu tư và đi tiếp không trên con đường khó khăn này. Dạ, với lại thưa anh là khi bản thân mình yêu sản phẩm, tâm huyết của mình, bản thân mình dùng thấy có hiệu quả, những người xung quanh mình mỗi ngày em nhận được những cái feedback đó, thì nó lại giúp cho mình có nhiều thêm năng lượng hơn nữa, nhiều cái tích cực hơn nữa. Bây giờ mình sẽ nói một chút về cái vùng nguyên liệu. Dạ thưa anh là hiện tại là công ty của em thu mua hơn 40 hộ nông dân của tỉnh Trà Vinh, và ở Bến Tre cũng trồng rất là nhiều cacao luôn. Rồi sẽ mở thêm một cái xưởng ở Đồng Tháp nữa. Mình nghĩ là sắp tới chúng ta sẽ nghe nhiều cái mệnh đề về cacao mà đồng bằng sông Cửu Long. Thật ra đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta đều biết là đất đai và thiên nhiên rất là ưu đãi cho làm nông nghiệp. Dạ. Và chúng ta đã chứng kiến được là rất là nhiều cái nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long đã đi ra xuất khẩu cả thế giới nữa. Và hy vọng trong đó sắp tới sẽ có danh sách có thêm cacao. Khát khao của em là làm sao để cho được nhiều truyền thông hơn, để người dân của mình biết được cái giá trị của cây cacao và sẽ sử dụng cacao mỗi ngày giống như là dùng cà phê vậy. Kính thưa quý vị, ở chương trình Khát vọng mùa vàng thì chúng tôi đã được đón tiếp rất là nhiều những nhân vật và họ đến đây để chia sẻ những cái nguồn cảm hứng, những cái đam mê, những cái khát khao và những cố gắng. Và ngày hôm nay trước mặt chúng ta là chị Thích Nhung, chúng ta thấy là chị xinh đẹp, rạng ngời, tự tin để nói về sản phẩm nông nghiệp của mình. Vẫn rất là mong nông nghiệp của nước nhà cất cánh bởi vì có những người đam mê và nhiệt huyết chị Nhung. Chúc cho chị luôn luôn xinh đẹp này và đặc biệt là hạnh phúc với những gì chị đã tạo ra. Dạ, em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời chị Nhung ạ. Với những nghiên cứu và cố gắng của chị thì chương trình sẽ có một kỷ niệm chương để ghi nhớ chị đã có mặt trong Khát vọng mùa vàng. Chúc cho chị sức khỏe hạnh phúc và mang lại rất là nhiều lợi ích cho người nông dân Việt Nam ạ. Dạ.
Với những cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian qua, hiện công ty cacao Mekong của chị Nhung tiêu thụ khoảng 30 tấn hạt khô một năm. Mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng từ 3 đến 5 tấn thành phẩm cacao với các dòng sản phẩm khác nhau. Ngoài ra, với sản phẩm mới là son môi từ bơ cacao, chị Nhung đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. Và hiện tại, sản phẩm này cũng được khách hàng ở khắp các tỉnh thành tin tưởng lựa chọn. Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chị Nhung không chỉ mở rộng vùng nguyên liệu trồng, liên kết tiêu thụ cây cacao với bà con nông dân, mà còn mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng dây chuyền sản xuất với hệ thống máy móc tiên tiến và hiện đại. Và đó là đoạn phim ngắn nói về thành tựu nông nghiệp của chị Tuyết Nhung. Và chúng tôi hoàn toàn tin vào một cái tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam, đó là khát vọng mùa vàng, khát vọng vươn xa. Mình là dân chuyên ngành lực mà quay qua chăn nuôi. Thì lúc đầu nuôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhờ niềm đam mê và mình nghiên cứu học hỏi qua bạn bè nữa, thì đến nay mình đã điều hành và quản lý được cái trại dê hơn 400 con.